tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dài khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt. Bỗng một ngày khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Thank you.
khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa. Tình là tình ruột già máu thịt. Ân là ân đức của bề trên. Nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con, người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình đồng đội thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Cha ơi, cha có thấu chăng, cháu con khăn trắng ngang đầu, trong nhà trắng toát một màu khăn tang. Nhận khăn áo dạ bàng hoàng, nghĩa ân cố phụ ngập tràn lòng con. Xung quanh linh cữu ông lúc này là hàng chục thân nhân cùng con cháu, mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ, những đôi mắt lệ trào chát mặn nỗi lìa xa. Đã lâu rồi chúng con luôn lo sợ, nhưng vẫn giấu kín ở trong lòng là sẽ có ngày hôm nay. Người cha là trụ cột trong gia đình, là bếp lửa của cả đại gia đình, là chỗ dựa tinh thần của chúng con. Cha đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt, mãi mãi ra đi. Đau thương này thật là vô hạn, mất mát này thật là quá lớn lao, chắc chắn khó có gì bù lấp nổi. Các con cháu cùng bùi ngùi, cùng nhói đau nơi lồng ngực, và biết rằng đã mãi mãi mất cha. Giờ khâm niệm nhập quan, với phong tục người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai, khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ,
Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh em, chú bác của mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn đau lòng những tái tê, cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu. Cha ơi cha vội đi đâu, để con chưa nói hết câu dã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi? Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đặng lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn? Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở, sầu thương khóc người. Cha ơi, ba hồi trống cái đã vang lên như bóp nghẹt những trái tim con cháu. Cha có biết bao nỗi xót xa đang tràn ngập bên cha. Cảnh biệt ly lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Con cháu lòng dạ nao nao, dòng dòng nước mắt cúi chào cha đi. 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chẳng là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, còn đâu tâm sự nữa cha ơi. Vĩnh biệt chúng con có mấy lời, ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thắm thiết, chân thành con chỉ biết khóc trong thơ. Thương nhớ ông cỏ cây xào xạc, cá xôn xao mặt nước chiều tà. Ông ơi, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tự thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chắt chiu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm khuya, nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường cùng con cháu sum vầy gia thất.
cha ơi, khi hay tin cha đã qua đời quy tòng tiên tổ, thì bà con lối xóm, quý khách gần xa, sắp xếp trăm công ngàn việc mà không quản ngại đường xá xa xôi, và dành thời gian công sức đáng kể để thăm viếng, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Các đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm dạ tần ngần. Linh thiêng ở chốn gần xa, thấu trăng tình cảm mọi nhà viếng cha. Khói hương phảng phất hư không, xin ghi khắc lại tấm lòng gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn bao nhân bản đời bao tấm lòng. Tang quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận ngàn trùng bái ghi. Âm dương cách biệt chia ly, người về chín suối phục quy thổ thần. Người dương thế cả xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương. Ôi giờ phút đau thương, xóm mạc họ hàng, anh em con cháu cùng bạn bè thân hữu xa gần, vươn nén tâm hương thành kính, lại càng thêm thấu nỗi buồn chia ly từ biệt. Vậy là khói tỏa ngàn mai, lung linh nến tỏ nhạc lòng bi thương. Mây trắng muôn thùa bao nỗi nhớ, nước sông trôi nhẹ nỗi niềm thương. Tình người bất hủ luôn tâm tưởng, ấm mãi lòng người đậm sắc hương. Kẻ ở người về bao nhung nhớ, bóng cha đâu đây khuất xa mờ. Thank you.
Kính thưa ban tang lễ cùng các cụ trong dòng họ, kính thưa các cụ, các ông, các bà hai bên nội ngoại cùng các vị đại biểu khách quý có mặt trong phòng tang, thật là vui mừng xúc động. Cụ đã về quý tổ tiên, anh em chúng cháu là một điều an ninh với ông huynh là con trai của tề thiệu trước án hiền, dân tính quần hương sâu đậm nghĩa tình. Cầu chúc cho cụ về với tiên tổ được an rất bình thiên, cuộc sống trường sinh đáng nếp nhà, vương trồng cây đức tưới mầm lo, hàng năm mới mở thanh chưa biết đặt chút lưu linh quả nhẹ mạnh. Thế mà hôm nay cụ đã đi sang để cho thằng thành chia đi đôi đường, anh em chúng cháu một chiều an nhau với ông Linh là con trai của cụ về trước án tiền. Sau đây đoàn xin phép dành một phút mặt mẹ cụ. Ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời ông Lê Quốc Thanh, tham chủ tịch hội nông dân xã Thạch Điền lên đọc lời kính kính, xin trân trọng kính mời ông. Những dân viên, thư gia đình, tăng lương, quan tăng lương tại một, kính thưa các cụ, các ông, các bà, là một nội, một mặt, thân bằng, sứ gần xa của cụ và gia đình, cùng các bước đi đại biểu, các bạn, các bạn, chúng tôi trong đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Điền gồm có các vị đại biểu đại diện cho đảng bộ, một đảng nhân dân, ủy ban nhân dân, một nông dân, một người cao tuổi cùng các ban ngành toàn thể ý kiến kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, đảng văn hóa của tập đoàn Đức Tin cùng lâm tập trọng, mặc dù đã được gia đình con cháu hết lòng chăm sóc, các y bác sĩ tận tình cứu chữa.
thăm lo sức yếu nên cụ không qua khỏi và đã từ trần về với thiên tổ. Cụ vợ nhỏ 101 tuổi, tuy trẻ cậu cao hơn, ánh mắt to như này cùng với thân nhìn cao lớn và tổng cộng. Tôi đề nghị các vị đại biểu để một phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt cho gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn các ông các bà đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân và các đoàn thể xã Tình Hiến và thôn Cập Thượng đã đến cúng viếng cùng tôi và chia buồn cùng gia đình. Tôi xin kính mời các ông các bà trở lại phần tang của gia đình chúng tôi được mời ước và có lời cảm tạ. Xin kính mời các ông bà. Thưa toàn thể gia tăng, được tin cụ về 250, thay mặt cho khu dân cư số 3, tổ liên gia số 8, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tôi có bỏ hoa thơm, có nén hương thơm về kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể gia quyến để thờ niệm cụ. Thay mặt toàn, tôi đề nghị tất cả một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Cho gia đình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các ông các bà đại diện cho xóm phố đã đến cúng viếng cùng tôi và chia buồn cùng gia đình. Chúng gia đình chúng tôi xin kính mời các ông các bà trở ra phòng tang để gia đình chúng tôi được mời nước và có lời cảm tạ. Xin kính mời các ông các bà. Mà lòng thương mến ơn
xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm, ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Còn đây là hàng chục vòng hoa của các tổ chức, cơ quan đoàn thể, các hội tình nghĩa hiếu viếng cha. Với những cánh hoa vạn tử thiên hồng, cánh hoa thắm đượm nghĩa tình, viếng người nay đã trở thành cổ nhân. Nhớ người từng đã bao năm góp phần tô đẹp cảnh xuân quê nhà. Nay dù người đã đi xa, nghĩa tình sinh tử thiên thu vẫn còn. Trời đêm lúc này đã về khuya, giờ đây cha sang cõi mây bạc hoàng tuyền. Than ôi gió đâu bỗng thổi nhà huyên, mây che núi vĩ, hình dáng cha từ nay vắng vẻ. Bão xô cây nghĩ lại ngậm ngùi thay, âm dương đôi ngả xa vời, mây phủ núi trông càng đau đớn nhé. Thank you.
Đêm cuối cùng, cha nghỉ lại trong ngôi nhà với gia đình con cháu đã qua đi. Bình minh một ngày mới lại về. Tiếng chiêng tiếng trống của ban tang lễ vừa thong thả độ hồi như thông báo với cán bộ hội, với phường phố, giờ truy điệu và tiễn đưa cha ra nơi tĩnh địa. Trần cao nguyên văn thì thân là linh nguyên là bảnh sinh ngựa giáp tí liên là buổi quyệt nhật thời thủ sinh hưởng thọ điệt nhật tâm anh nhân linh nhật tuế đại hàng vô giáp thỉnh thiên chỉ nguyệt nhị nhật đương thời thuận tịnh quy tây ạ. Bồ Tát Ma Ca Vô Thịnh Đại Thần Sa Môn Tỷ Kiêu Tăng Phục Hành Hoa Áp Tình Đã Ngơi Nam Mô A Di Đà Phật Yên Nhân 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 Nam Mô A Di Đà Phật Yên Long thiên ứng đàn trang thủ thử hương hoa vô cùng giàn thủ thử. Cầu cho vong hồn người về siêu thoát thành thơi. Nam mô Phật Tổ Thích Ca Tây Phương Giáo Chủ Di Đà chứng minh. Quan Âm Thế Chí Oai Linh Phổ Hiền Địa Tại tận tình chứng chi. Nhờ ân Phật lực từ bi chứng lòng đệ tử đồng thì nguyện ta. Cầu cho kẻ thác siêu qua sinh về Phật quốc ngự tòa Bảo Châu. Phật tử đồng nguyện cúng dường, mong cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Thân quyến cùng với bao người đưa hồn nhẹ bước về nơi tiền đường. Cũng vì bác ái lòng thương, cầu cho người được về lương Bồ Đề. Xa lìa biển khổ tối mê, tam độ lục đạo mà về Tây Phương. Dứt lìa sinh tử vấn vương, ở nơi Phật quốc an khương đời đời. Về trước linh vị cha, thắp nén tâm hương. Ai nấy đều xúc động cảm thương. Người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc lòng sầu nhớ thương. Ra vào lòng dạ vấn vương, bóng hình cố phụ muôn phương một màu. Cha ơi, gần đến giờ tiễn cha, con càng thêm ngậm ngùi trong dạ. Dòng lệ thương cha lã chã tuôn rơi. Đau lòng con lắm cha ơi, hương hoa kính cẩn dâng người hôm nay. Lòng thành kính xin cha nhận lấy. Vâng lời, cha thường dạy cháu con hiếu trung hai chữ vẹn tròn, để cha yên giấc cửu tuyền ngàn thu. Tôi xin trân trọng giới thiệu
cùng với Văn Cơ đại diện cho dòng họ lên đọc lời biến. Kính mời. Điếu văn của họ Nguyễn Đương, làng Cập Thượng, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương. Thành phố Hải Dương, ngày 13 tháng 3 năm 2024. Kính thưa vong linh hồn cụ Nguyễn Văn Phi, kính thưa gia đình tang quyến, ban lễ tang họ tộc, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, quý khách xa gần, các bạn bè thông gia là bạn bè thân tín của gia đình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác phố phường đang hiện diện tại gia đình hiếu chủ. Cụ Nguyễn Văn Phi là cây đại thụ thuộc thế hệ thứ 14 của dòng tộc, là người cha, người ông, người cụ, người kệ, rất đỗi thân thương của gia đình. Những ngày tháng qua, do tuổi cao bị lão hóa không đi lại được, cũng là lẽ đương nhiên của quy luật tạo hóa. Cụ đã được con cháu phụng dưỡng ngày đêm tận tình chú đáo, với tình cảm cha con sâu nặng, hiếu lễ vẹn toàn. Song tình cảm của con cháu cũng không làm thay đổi được mệnh trời đã định. Do tuổi cao sức kiệt, cụ đã vĩnh biệt cháu con, họ hàng làng xóm hồi 7 giờ 35 phút ngày 11 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 02 tháng 2 năm Giáp Thìn, cụ đắc thọ 101 tuổi. Thế là hôm nay cây đại thụ đã rả xuống, chẳng còn đâu bóng mát cho đời. Cụ thọ 100 tuổi vẫn là một kỳ tích, bởi lẽ trong quá khứ cũng như hiện tại, trong họ, ngoài làng, cũng như xã Tiền Tiến, với các cụ ông chưa mấy ai có được. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý khách đang hiện diện tại gia đình hiếu chủ, với hơn một thế kỷ chống sống trên thế gian này, cụ đã để lại cho đời biết bao tình cảm sâu nặng. Lên diên cụ qua đời, đất trời cũng bùi ngùi, sương mù bao phủ, cây rủ bóng hoa tàn nguyệt khuyết. Cụ đi xa, con cháu họ hàng làng xóm ở lại đọng nỗi đau. Với gia đình là một mất mát không có gì bù đắp được. Con phải xa cha, cháu chắc phải xa ông, xa cụ. Với họ tộc là tình huyết thống, lễ là tình huyết thống, huyết lệ đồng tông, nghĩa tình sâu nặng. Các cụ, các ông, các bà, chú bác cùng đại diện cho 6 thế hệ đương thời đang đứng trước án tiền, bồi ngồi thắp tuần tâm nhang để kính viếng hương hồn cụ về miền quê tổ, cầu chúc cho cụ được siêu linh tịnh độ nơi cõi Phật Thiên Thu, đồng thời gửi tới gia đình lời chia buồn sâu nặng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý khách xa gần đang hiện diện tại gia đình, cụ Nguyễn Văn Phi sinh năm 1924 trong một gia đình thuần nông, có truyền thống lề lếp gia phong, cần cù lao động tại làng Cập Thượng, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương. Lúc sinh thời, cụ sống dưới thời bao cấp, với nền kinh tế tập thể vì cuộc sống gia đình, cụ đã phải lao động vất vả, một nắng hai sương, phơi mình trên đồng ruộng,
mồ hôi chát mặn để gia đình chắt chiu từng củ khoai hạt lúa để gia đình có sớm trưa đỏ lửa. Trong thời kỳ chống Pháp, gia đình cụ là cơ sở cách mạng, là điểm hội tụ của những người tham gia kháng chiến chống Pháp. Tiếp đến là thời kỳ chống Mỹ, mặc dù công việc gia đình bộn bề, cụ bà đi xa, đất gánh giữa đường, hai vai gánh nặng, cụ phải lo toan gánh vác công việc gia đình. Thế mà cụ vẫn tham gia dân quân trực chiến, chọn nghĩa với lớp loan, chọn tình với cháu con. Cụ luôn được cháu con quý trọng vì cụ có lòng nhân ái, hiền lòng, giản dị, hòa đồng với con cháu, đường cư xử với xóm với làng, chẳng ai trách cứ. Tuy cụ sống xa quê, song vẫn phát tâm với làng, với xóm, xây dựng quê hương tiền tiến ngày càng giàu đẹp. Với hơn một thế kỷ, với cháu con họ hàng làng xóm, có thể nói cụ là hội tụ, kết tinh tất cả những đức tính tốt đẹp của người cha, người ông, người cụ trong gia đình. Đúng là đức để ngàn năm cho cháu con. Cuộc đời của cụ tựa vàng son, vì vậy con cháu của cụ đều thành đạt trong nhiều lĩnh vực, đang làm giàu cho quê hương và đất nước. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quý khách là bạn bè thân tín của gia đình họ hàng làng xóm rất tự hào cụ là cây đại thụ che bóng mát cho đời. Nhưng do quy luật của tạo hóa, cụ đã ra đi, cây đại thụ đã đổ, để lại một khoảng trời trống vắng, đàn cháu con ngẩn ngơ, một nỗi buồn sâu lắng, bởi còn đâu bóng dáng cụ thân yêu trên thế gian này. Với tôi, trình độ có hạn, làm sao diễn tả được công lao, diễn tả được sự đau thương mất mát vô hạn này. Cụ đi xa, xa mãi, không phải là hết. Cụ đã để lại cho đời một thế hệ con cháu, chắt, chút, nội ngoại, một tài sản vô cùng quý giá, sẽ phát triển và trường tồn mãi mãi trên thế gian này. Để vĩnh biệt cụ Nguyễn Văn Vi, cây đại thụ 101 tuổi, đề nghị các cụ, các ông, các bà, quý khách xa gần, để một phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu một ông đại diện cho gia đình nên có đôi lời cảm ơn cho các cơ quan đoàn thể. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, gia đình thông gia cùng các con cháu họ hàng nội ngoại. Kính thưa các ông, các bà, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa. Cụ chúng tôi tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 101 tuổi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên vào hồi 7:35 ngày 11/3/2024 tại gia đình. Trong lúc đau thương này, gia đình chúng tôi đã được các cụ, các ông, các bà và mọi người đến thăm viếng cụ tôi
động viên, chia sẻ nỗi đau thương này cùng với gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới các ông, các bà, đại diện các cơ quan đoàn thể, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, còn con cháu, nội ngoại, các gia đình thông gia, bà con lối xóm, bạn bè gần xa của gia đình. Sau đây, thay mặt gia đình, tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà và mọi người cùng với gia đình chúng tôi đưa tiễn cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương. Sau khi cụ chúng tôi được mồ yên mả đẹp, gia đình có tổ chức cúng 3 ngày cho cụ. Gia đình xin kính mời các cụ, các ông, các bà trở lại gia đình để gia đình được mời bữa cơm thân mật và có lời cảm tạ. Trong lúc tăng gia bối rối, có gì sơ suất, gia đình chúng tôi được xin được lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn. Kể từ đây, ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Đến với lễ tang ông hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, ông luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi ông đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tăng quyến như một nhà thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng ông lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc yếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng, vang vào một vùng quê dạo rực trong tim, rung động lòng người. Thời gian năm tháng rồi sẽ qua đi, nhiều sự việc rồi sẽ đưa vào quên lãng. Nhưng chắc rằng con cháu của ông sẽ còn nhớ mãi sự việc diễn ra trong ngày tang lễ. Một ngày tiễn cha đi xa, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cứ như sắp đặt của trời, tang gia bối rối, có người bảo ban
lo cho mọi việc chu toàn, biết bao tình cảm chứa chan tình đời. Lễ tang đưa suốt đường dài, họ hàng làng xóm chan hòa thật đông. Trướng cờ bay đón gió đầm, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa. Đất trời an ủi chúng con, bạn bè thân hữu một lòng tiễn đưa. Cha đau trời đất nổi giông, cha đi trời muốn an lòng người đưa. Đất lành phong cảnh người xưa, sinh thành vạn thế đón đưa ân tình. Con như thấy sự hiển vinh, tổ tiên họ tộc nhà mình danh thơm. Bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn cha già. Dù ở gần hay ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây. Một vùng thơm thảo hương bay đất lành, từ đây khắp một chữ danh, người xưa đã thành cổ nhân mất rồi. Đến gần huyệt, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này,
con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng thu. Nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương. Ôi, cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Thế là hết, từ nay đâu còn nữa, nơi dương trần còn lại nắm cỏ xanh, một màu tang dầu dĩ phủ bao quanh, đã che khuất hương hồn nơi chín suối. Lúc này đây họ hàng nội ngoại, tri kỷ thân bằng bầu bạn bước thông gia. Tiếng mõ cầu kinh của hội các già, lời cầu siêu của sư thầy tiễn biệt, là khúc nhạc buồn làm ruột xé lòng đau. Khóc tiễn cha suối đò quy tây trúc, cõi niết bàn hội ngộ gặp gia tiên. Cha ơi, trần gian sống gửi thác là thiên thu. Ôi đau đớn lòng con, cha đã về thẳm sâu lòng đất, con ở miền trần chạy lòng thương nhớ. Âm dương cách nẻo, bỗng chốc nghìn thu trong một phút. Nhìn qua đống đất dạ dầu dầu, trời đất xa vời đã dành ba thước định trăm năm. Cả đến ân tình lòng bỡ ngỡ, vời trong chín tầng mây phủ ba thước đất đè. Cảnh tình lai láng thương nhớ thảm thê, thế là cha đã về nơi tiên thất. Âm dương ly biệt muôn lòng xót xa, vắng cha già cảnh nhà lạnh lẽo, còn thấy đâu trên nẻo đường quen. Sớm hôm tối lửa tắt đèn, còn đâu bóng dáng thân quen đi về. Thế là hết, cha đi, đi mãi, công đức dày để lại cháu con. Ơn người ví tựa Thái Sơn, cho dù bể cạn con còn ghi sâu. Cha ơi, con tìm cha tìm đâu thấy nữa, cảnh chia ly muôn thuở lòng đau. Xa người con nhớ mãi câu, tình thân nghĩa tử trước sau khôn cùng. Vĩnh biệt người, tình chung khôn sẻ, già đi vui con trẻ đau lòng. Tình sâu bể cả khôn đong, thương người con cháu muôn dòng lệ rơi. Nghìn lạy cha, cha ơi, chúng con mong cha ngập cười ngàn thu. Đứng lại trước mồ cha hoa phủ, không thể tin rằng đã mất cha. Họ hàng đó ngàn đóa hoa thương tiếc, gọi cha hoài sao cha vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao giông tố nổi, phải chăng xanh thẳm cũng đau lòng. Trước cảnh cha tôi lìa dương thế, mây sầu giỏ những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi cha ơi. Hồn có linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi.
đau đớn quá cha ơi, thôi vĩnh biệt. Nỗi nhớ thương không nói thành lời, nuốt lệ vào tim đành im lặng. Mỗi đêm buồn con lại gọi cha ơi. Cha ơi, cha suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con cha thức trắng đêm trường, vì nội ngoại cha hy sinh tất cả. Cha ơi, sao cha đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Cha ơi, lòng con đau như xé, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha những gian lao vất vả. Cha ơi, sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn thấy nữa. Cha ơi, cha đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Nhưng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Cha ơi, con vội chưa biết lễ, chút lòng thành thắp một nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ cha chỉ khóc thầm lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm cha buồn rầu, ngàn lạy cha hãy rộng lòng lượng thứ. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ,
công ai đuổi dưỡng.